Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chụp cộng hưởng từ là một công nghệ hình ảnh y tế tiên tiến, sử dụng từ trường và sóng radio để tạo ra hình ảnh chi tiết của cơ thể. Quá trình chụp cộng hưởng từ không sử dụng tia X hay tia ionizing như các phương pháp hình ảnh khác. Do đó, đây là một công nghệ an toàn và không gây tổn thương cho cơ thể. Và để hiểu rõ hơn về ứng dụng máy chụp cộng hưởng từ 3.0 trong chẩn đoán và điều trị bệnh, chương trình Sống khỏe mỗi ngày hôm nay đã mời đến trường quay Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Hải Đăng, khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Xin chào bác sĩ ạ. Xin cảm ơn MC Cao Trang, cảm ơn các bạn khán giả của chương trình Sức khỏe mỗi ngày. Mình tên là bác sĩ Vũ Hải Đăng, là bác sĩ thạc sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đi vào phần nội dung của chương trình thì xin mời bác sĩ cũng như là quý khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngay sau đây. Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla đã chính thức được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từ đầu tháng 4 năm 2024. So với các hệ thống cũ thì máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla có độ phân giải cao cho hình ảnh rõ nét. Đánh giá chi tiết cấu trúc giải phẫu, các chuỗi xung cập nhật, chuyên sâu, ứng dụng trong nhiều bệnh lý khác nhau. Chuỗi xung giảm nhiễu hình do cử động, phần mềm xử lý hình ảnh tiên tiến. Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla sẽ hỗ trợ tối ưu công tác đánh giá, chẩn đoán và điều trị, chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung bướu. Đây là thiết bị chẩn đoán hình ảnh cao cấp, có thể tích hợp công nghệ trí thông minh nhân tạo AI tân tiến cùng nhiều phần mềm cập nhật giúp tạo ra kết quả tái tạo hình ảnh 3D, chi tiết giải phẫu tốt hơn các thiết bị chụp cộng hưởng từ thông thường, đảm bảo chẩn đoán chính xác các bệnh lý liên quan. Và chúng ta sẽ đến với phần trao đổi cùng với bác sĩ Vũ Hải Đăng. Thưa bác sĩ có thể giới thiệu thêm về máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla đang được ứng dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và máy này thì có những cái ưu điểm gì so với các loại máy khác ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Cao Trang. Thì đây là một cái hệ máy gần như là tân tiến nhất trong hệ máy 3.0 và được Siemens phát triển, có nhiều cái ưu tiên vẹt hơn so với các thế hệ cũ. Thì để mà kể ra một số cái tính ưu việt hơn thì thứ nhất thì là cái máy này 3.0 Tesla thì có cho cái độ hình chi tiết giải phẫu hình ảnh sắc nét hơn so với các hệ máy cũ. Vì vậy mà có thể đánh giá phát hiện được những cái tổn thương chuyên sâu ở những cái vùng có nhiều cái cấu trúc giải phẫu, ví dụ như là vùng đầu mặt cổ này, vùng bụng, vùng chậu chẳng hạn. Ngoài ra thì cái cổng từ 3.0 Tesla cũng đã tích hợp những cái hệ thống chụp nhanh và những cái công nghệ AI giúp cho có thể thu được những cái tín hiệu hình ảnh sắc nét mà giảm thiểu cái thời gian chụp so với các hệ máy trước đây chúng tôi sử dụng. Vâng, bác sĩ vừa chia sẻ rất là nhiều cái sự hiện đại cũng như là tính ưu việt của máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng máy cộng hưởng từ này thì chúng ta sẽ thăm khám và chẩn đoán những cái loại bệnh lý gì và ở những cái bộ phận nào của cơ thể thưa bác sĩ? Thực ra thì máy cộng từ thì có thể được vận dụng thăm khám trên hầu hết, gần như là hầu hết các cơ quan bộ phận ở trên cơ thể. Ví dụ như là sọ não thì có thể thăm khám được những cái tổn thương, ví dụ như là u não, viêm não, những tổn thương về bệnh lý chất trắng, tổn thương đột quỵ não chẳng hạn, hoặc là những cái bệnh lý về cái mạch máu não. Những cái thứ hai là về cuộc sống thì chúng tôi có thể thăm khám phát hiện được những bệnh lý như là chấn thương cuộc sống chẳng hạn, bệnh lý viêm cột sống, viêm đĩa đệm, những bệnh lý thoát vị đĩa đệm, những bệnh lý mà u tủy hoặc là viêm tủy. Ngoài ra thì có một cái kỹ thuật mới mà mới được triển khai gần đây trên máy cộng từ 3.0 Tesla, đó là cái cột sống toàn trục. Thì cái ứng dụng này được phục vụ chỉ định ở những cái bệnh nhân mà có cong vẹo cột sống hoặc những bệnh nhân có viêm cột sống di khớp, có thể đánh giá một cách tổng thể về cái toàn trục của cột sống. Ba là về những cái bệnh lý ở vùng bụng chậu thì có thể đánh giá toàn diện bệnh lý ở gan mật, là bệnh lý về lách tụy, những bệnh lý ở tử cung, phần phụ và tiền liệt tuyến. Một số cái ứng dụng khác cũng được triển khai, ví dụ như là cổng từ tim mạch này, đánh giá những cái bệnh lý thiếu máu do thiếu máu cơ tim, hoặc là bệnh lý u tim hoặc là huyết khối. Máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla thì có thể giúp ích rất nhiều cho bác sĩ trong việc chẩn đoán hình ảnh để có thể tìm ra được những cái bệnh lý của người bệnh.
Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là qua những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta thấy với độ chính xác và độ phân giải cao, chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla cho phép thời gian chụp nhanh hơn, bệnh nhân sẽ tiết kiệm thời gian và trải qua quá trình chụp dễ chịu hơn so với chụp cộng hưởng từ thông thường. Ghi nhận tại khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị cùng theo dõi. Anh Dương Công Quân, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, 27 tuổi, gần đây hay đau lưng ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Anh Quân được biết, khi đau lưng mà không tìm được lý do thì chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng là giải pháp tốt nhất, là phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại có tính chính xác cao, hỗ trợ đắc lực cho việc điều trị các bệnh lý cột sống, nên anh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám và cũng đã được các bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ. Khi mà em đến đây thì rất là bất ngờ, tại vì là ngay cái khâu đầu tiên là em đã được hỗ trợ, có một người hỗ trợ em là giấy tờ, thủ tục, rồi hướng dẫn em vào đây, giờ nào vào đây luôn. Và khi mà đến vào cái phòng chụp cộng hưởng từ này thì em cũng rất là bất ngờ, tại vì là nghĩa là phòng rất là sạch đẹp luôn. Ngày xưa thì em rất là sợ đi bệnh viện, tại vì là đôi khi là mùi này, rồi thì các không gian xung quanh cảm giác là mình rất là sợ. Nhưng mà đợt này quay trở lại thì em thấy rằng riêng cái phòng vừa rồi em chụp cộng hưởng từ ấy, thì máy móc rất là khang trang, sạch sẽ. Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 50 đến 60 bệnh nhân đến chụp cộng hưởng từ. Bệnh nhân thường là cả nam và nữ ở mọi lứa tuổi. Cộng hưởng từ 3.0 là một cái hệ thống máy chúng tôi mới được hoàn thành lắp đặt và đã đi vào sử dụng trong khoảng 2 tháng gần đây. Thì đây là một hệ thống cộng hưởng từ 3.0 được đánh giá là hiện đại hàng đầu của Việt Nam cũng như là ở miền Bắc. Thì đây là cái máy, có thể nói là cái máy đầu tiên được lắp đặt tại các tỉnh ở gọi là Trung Du miền núi phía Bắc. Thì về với tầm quan trọng của máy cộng hưởng từ 3.0 thì trước kia thì chúng ta sử dụng những cái hệ thống 1.5 và trở xuống. Thế thì đến bây giờ là có những cái hệ thống 3.0. Thì riêng về hệ thống 3.0 thì về chẩn đoán cũng như là về ứng dụng nó có rất là nhiều ưu điểm so với các hệ thống cộng hưởng từ trước. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quay trở lại với phần trao đổi với bác sĩ. Như bác sĩ chia sẻ thì máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla có rất nhiều tính ưu việt. Vậy thì với tính ưu việt như vậy, nhưng mà khi mà người bệnh muốn thăm khám trên máy cộng hưởng từ này thì có lưu ý gì đối với người bệnh hay không ạ? Câu hỏi rất là hay ạ. Vâng, xin cảm ơn. Thực ra thì cộng từ 3.0 Tesla thì là một cái phương pháp không can thiệp và có cái giá trị an toàn cao đối với bệnh nhân. Tuy nhiên thì đối với một số nhóm bệnh nhân thì chúng ta vẫn cần phải cân nhắc khi mà chỉ định chụp cộng hưởng từ. Thứ nhất là ở nhóm đối tượng bệnh nhân có thai thì trong 3 tháng đầu thì cần hết sức hạn chế chụp cộng hưởng từ, bởi vì là sóng từ trường và cái sóng vô tuyến có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi. Chỉ cân nhắc chụp khi mà bệnh nhân có những cái biểu hiện cấp tính, ví dụ như là theo dõi viêm ruột thừa cấp chẳng hạn. Những bệnh nhân mà có đã được lắp đặt những cái thiết bị trợ thính hoặc là những cái thiết bị máy tạo nhịp, một số bệnh nhân mà có cái dấu hiệu mà sợ cái không gian kín ấy, thì nên lại đi với người nhà, người thân. Thì trong quá trình chụp thì có thể là người thân sẽ đứng cạnh và động viên bệnh nhân. Một thông tin rất là hữu ích đối với rất nhiều quý khán giả, có thể thấy là không chỉ về từ phía bác sĩ mà còn từ phía bệnh nhân, chúng ta cũng cần phải hiểu những cái thông tin cơ bản về máy cộng hưởng từ để từ đó có cái sự chuẩn bị tốt nhất để quá trình thăm khám được diễn ra một cách thuận lợi. Vâng, thưa bác sĩ, trong thời gian vừa qua thì đột quỵ não đang ngày càng trẻ hóa, vậy thì đối với việc ứng dụng máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla thì có thể giúp ích gì trong việc phát hiện sớm đột quỵ não ở người trẻ hay không, thưa bác sĩ? Đây cũng là một cái vấn đề được quan tâm hiện nay. Thì đột quỵ não thì trước đây chúng ta từng biết là thường là sẽ gặp ở những người trung tuổi, cao tuổi từ khoảng 65 tuổi trở lên. Tuy nhiên thì hiện nay cái xu hướng đột quỵ não có xu hướng là gặp ở người trẻ. Và bất kỳ bệnh nhân nào ở độ tuổi nào thì cũng có thể gặp cái tình trạng đột quỵ não. Do đó mà trên cổng từ 3.0 Tesla thì chúng tôi có thể phát hiện được những cái tổn thương nhồi máu ổ nhỏ, những cái tổn thương mà có thể bị chai lấp hơi ở những cái từ lực thấp hơn chưa thể phát hiện ra, hoặc là những cái tổn thương nhồi máu mà sớm ở dạng tối cấp chưa thể phát hiện được ở các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác. Ngoài ra thì một cái
ứng dụng nữa cũng là trên máy cộng tử 30 Tesla, đó là phát hiện những cái tình trạng phình mạch não, một cái nguyên nhân mà thường gây nên đột quỵ não ở người trẻ do cái lối sống có thể gây nên cái tình trạng vỡ phình mạch não. Thì cái theo một số nghiên cứu trên thế giới thì cái tình trạng phát hiện được phình mạch não ở cộng tử từ khoảng 85 đến 90%, và với cộng tử 30 Tesla với cái độ phân giải hình ảnh cao thì có thể phát hiện được những cái túi phình từ 30 mm độ xuống, những túi phình rất nhỏ, giúp cho các bác sĩ lâm sàng do người bệnh có thể biết và quản lý, có thể thái độ xử trí đúng mực. Vâng, xin cảm ơn những tư vấn của bác sĩ. Và liên quan đến việc ứng dụng máy chụp cộng hưởng từ 3.0 trong chẩn đoán và điều trị bệnh, khán giả của chương trình có gửi tới bác sĩ những câu hỏi sau đây. Mời bác sĩ sẽ nghe và giải đáp ạ. Khán giả Nguyễn Thị Thơm ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ có hỏi: Thưa bác sĩ, những bệnh nhân chấn thương sọ não có cần thiết phải chụp cộng hưởng từ nói chung và chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla nói riêng hay không? Và một năm bệnh nhân có thể được chụp cộng hưởng từ nhiều lần không, thưa bác sĩ? Xin mời bác sĩ. Và đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được rất nhiều trong cái thời gian công tác của mình. Thì thực ra những bệnh nhân chấn thương sọ não bình thường khi mà mới vào viện thì thường là sẽ được chỉ định chụp các lớp vi tính để phát hiện những cái trường hợp và xuất huyết nội sọ, những tổn thương xương mới mà để sau đó để sàng lọc bệnh nhân. Tuy nhiên thì cái độ phân giải hình ảnh ở trên các lớp vi tính thì so với cộng tử là thấp hơn. Vì vậy mà những cái tổn thương kín đáo, những tổn thương nhỏ có thể bị che lấp. Do vậy mà trên thực tế lâm sàng, các bác sĩ lâm sàng nếu mà thấy tình trạng của bệnh nhân không tương xứng so với cái hình ảnh thì có thể chỉ định chụp thêm cộng tử chuyên sâu, đặc biệt là cộng tử 3.0, giúp phát hiện những cái tổn thương kín đáo, ví dụ như là vi xuất huyết chẳng hạn, những tổn thương sợi trục lan tỏa. Ngoài ra thì cái cộng tử 3.0 có một số kỹ thuật mới giúp đánh giá toàn diện cái bó sợi thần kinh, phát hiện những cái tổn thương của cái sợi thần kinh nếu có, và từ đó thể có thể giúp cho tiên lượng và điều trị phục hồi cho bệnh nhân tốt hơn. Và một cái xin giải đáp cái ý sau, đó là cộng tử 3.0 thì nói riêng và ba cộng tử nói chung thì chụp và tạo ảnh dựa trên cái hiện tượng từ trường và sóng vô tuyến mà không sử dụng các cái bức xạ ion. Vì vậy mà bệnh nhân có thể chụp nhiều lần trong một năm mà không phải sợ những cái tác dụng phụ kèm theo. Những cái tính an toàn của cộng tử thì đã được nhiều nghiên cứu ở trên thế giới chứng minh. Tuy nhiên thì cũng một lưu ý, đó là không nên chụp quá nhiều lần ở một bộ phận ở trong một lần thăm khám, vì có thể gây nên tích tụ nhiệt, gây nên bỏng ở bệnh nhân. Và khán giả Nguyễn Lâm ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ có hỏi: Thưa bác sĩ, tôi được biết máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla hiện đại. Vậy thì có phải trong mọi trường hợp bệnh lý thì cộng hưởng từ nên được ưu tiên chỉ định đầu tiên không? Tôi đang cần phải chụp cộng hưởng từ để chẩn đoán bệnh về đau lưng, nhưng lại lo chụp cộng hưởng từ ảnh hưởng tới phần não nên phân vân quá. Mong bác sĩ giải đáp. Cộng từ 3.0 Tesla thì có rất là nhiều cái ưu việt hơn so với các cái phương pháp chẩn đoán ảnh khác. Tuy nhiên thì sợ một số các bộ phận thì cái cộng từ 3.0 Tesla thì chưa cho thấy cái tính vượt trội hơn so với các phương pháp chẩn đoán ảnh khác. Ví dụ như là ở cái tổn thương của lồng ngực chẳng hạn, thì các lớp vi tính thì lúc này đem lại giá trị cao hơn do là những cái cử động của tim chẳng hạn, và những cái tổn thương của cơ quan hô hấp thì có thể ảnh hưởng đến nhiễu ảnh trong quá trình chụp, mà cộng từ thì thời gian chụp lâu thì có thể gây nên tình trạng xào ảnh. Khi đó thì các lớp vi tính với cái thời gian chụp nhanh có thể ghi lại cái hình ảnh sắc nét ở trong quá trình chụp và đem lại cái giá trị nhận định tổn thương tốt hơn so với cộng từ. Ngoài ra thì trong những trường hợp mà khám bệnh lý tuyến vú chẳng hạn, thì những cái chỉ định về siêu âm hoặc là chụp nhũ ảnh mammography thì đem lại một số thông tin hữu ích phối hợp với cộng từ, có thể đánh giá một cách toàn diện hơn về tổn thương tuyến vú, ví dụ như là những cái trường vi vôi hóa thì chỉ có thể phát hiện ở trên X-quang tuyến vú, mà đây là một cái dấu hiệu rất quan trọng để đánh giá ung thư vú, trên cộng từ thì chúng ta không thể phát hiện được. Vâng, và cái ý thứ hai của người bệnh của khán giả hỏi là chụp cộng từ lưng thì có thể sợ là ảnh hưởng đến não. Và thì như đã trình bày thì cộng từ đây là một phương pháp mà
có thể là nói là an toàn so với người bệnh, và người bệnh thì không gần như là không phải gặp những cái tác dụng phụ nào cả. Tuy nhiên thì cần phải để ý một chút, đó là bệnh nhân không có những cái tiền sử ví dụ như là can thiệp stent mạch vành, ACT mạch não hoặc là những cái dị vật ở trong vùng nội sọ, thì khi đó thì chụp cổng từ lưng thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến những cơ quan bộ phận khác. Vâng, có thể thấy là người dân cũng rất là quan tâm tới chủ đề ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi qua những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Hải Đăng, khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chúng ta đã hiểu hơn về việc ứng dụng máy chụp cộng hưởng từ 3.0 trong chẩn đoán và điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay với những thông tin vô cùng hữu ích ạ. Vâng, xin cảm ơn. Xin chào các bạn khán giả của chương trình. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với mục bí quyết sống khỏe. Thưa quý vị, mùa hè nắng nóng khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời sẽ có nguy cơ bị say nắng, chấn thương khi đi bơi và các vấn đề sức khỏe khác cũng tăng lên. Sau đây là những lưu ý để quý vị có thể an toàn và mạnh khỏe suốt cả mùa hè. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để phòng tránh bệnh mùa nắng nóng cần thực hiện các nguyên tắc sau. Cần hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng khi không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, mang khẩu trang để chống nóng. Cần uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ở ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước pha Orizon. Tuy nhiên không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh vì dễ gây viêm họng. Lưu ý không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, không để quạt thổi trực tiếp vào người để phòng bệnh đường hô hấp. Cần thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Người dân cần uống đủ nước, tăng cường dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để đảm bảo đủ vitamin nhằm tăng cường đề kháng của cơ thể. Đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ ngày hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau.